Chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Mạo Hiểm Channel của mình. Với hình tượng cô gái thôn quê này thì dĩ nhiên các bạn phải biết là mình đang chuẩn bị về vùng quê của Đài Loan. Vùng quê hẻo lánh. Cũng không hẻo lánh lắm, tại vì nó chỉ cách Đài Bắc có khoảng 1 tiếng 16 phút. Nhưng mà phải đi bằng xe tốc hành nha, thì mới tới tàu lửa tốc hành đó. Ở đây thì là một địa điểm có vẻ như là mọi người không để ý lắm. Thường là mọi người sẽ đi Đài Bắc, Đài Trung, hoặc là cùng lắm là đi Đài Nam, nhưng ít ai ghé qua Nghi Lan này để thăm hỏi lắm. Nên là mình sẽ đi và truyền lại bí kíp cho các bạn nè. Đây là đồ mọi người trang thử. Một miếng là sẽ chà bá lửa gì luôn. Dữ dội quá. $25 này mới đúng là bánh trung thu truyền thống, bánh trung thu ngàn lớp của Đài Loan. Bên trong có những trái muối, bên ngoài có những đồng lửa. Đây cũng sẽ được free nước luôn, nước trà lạnh đàng hoàng và có hồng túi đựng đấy. Mua một cái bánh nhân ăn kèm tá lả. Bánh tên là cục phôn, không phải là phôn mà là phôn, không phải là phôn mà là phôn. Đây là con chili, tiệm ăn ớt, tiệm bánh ớt, đậu ớt. Đây là ớt rúa, ớt rúa. Cái này là kem ớt cấp độ 7 luôn. Đây nó sẽ phân ra cấp độ cho mình từ level 1 cho đến level 7. Mình đã thử cả 5 cấp độ nhưng mà chưa thấy đủ cay, chưa thấy cay gì hết. Đây là bia ớt. Sau khi uống bạn sẽ có một cặp môi đỏ hồng chói lóa. Mà vì mới ăn bánh snack nãy chưa thấy cay lắm nên mình cũng hơi nghi ngờ mình có thể không tin đâu nha. Đèo tin. Mọi người có biết đây là bắp nổ kèm luôn chảo, luôn bơ, luôn bắp. Nhìn mình kỹ bên trong sẽ thấy nó là bắp. Trời đó, lùi vậy sao? Chắc phải mua một cái gì. Và đây là những lốc mì mình rất thích, bởi vì ngoại hình dễ thương. Nhưng mà cái mình thích nhất là cái này vị vừa phải, rất hợp với người dân Việt Nam. Còn hai cái này nó hơi ngán, chắc gì do nó là bò. Nhưng mà cái này rất là dễ thương và hút hoạn. Đây là anh em của Boca, chỉ có ở Đài Loan. Ngay cái vùng này bạn mới có thể kiếm được loại Boca vị cua ớt này. Hiếm cực. Khó thở quá. Các bạn có biết là bên Đài Loan cũng rất thích da cua, và đây là một phiên bản cực kỳ khủng của da cua. Thank you.
Vậy mọi người có thắc mắc là nếu mà ở Nghi Lan, vùng quê hẻo lánh của Đài Loan thì nó có giá rẻ hơn Đài Bắc không? Dĩ nhiên là không hề rẻ. Biết tại sao không hề rẻ không? Tại vì nó cho ăn thử hết rồi. Ăn vô ăn chàng, mãn họng, ăn từ tiệm bánh, ăn qua tới snack ớt, đi vòng vòng cũng ăn, cái gì cũng cho. Thì làm sao mà biết nó mắc hay rẻ được. Nhưng mà nó giỡn thôi chứ, thiệt sự mình cũng đã coi giá rồi và giá cũng sẽ xê dịch khoảng chừng vài đồng cho tới vài chục đồng thôi. Tại vì giá xem ở mọi địa điểm, nhưng mà ở dưới đây thì người ta cho ăn thử rất nhiều. Ở đây thì mình không nghĩ là các bạn chỉ nên dừng lại ở nghỉ dưỡng, mà các bạn sẽ bị phù nề nữa. Giống như mình chỉ đi có 2 ngày thôi mà mình không dám nhìn lại số cân của mình luôn. Hình ở đây nó không có để cân đó. Để cân là mình chết rồi, chết chắc rồi. Bởi vậy cho nên cô thun nữ mặt nọng này xin mời các bạn quay trở về Nghi Lan để được nghỉ ngơi, thư giãn và phì nộn ra. Nói chung là nơi đây mình rất là mong muốn các bạn có thể ghé thăm qua, vì chỗ này cũng chưa được nhiều người biết tới, nhất là đối với khách du lịch đó. Mà mình được may mắn tới đây là cơ hội để mình phì niu ra. Nhưng mà mọi người nên ghé qua nhé, nơi đây rất là ổn cho mấy ai mà thích đi nghỉ dưỡng, đi ăn uống, mà đi thả cửa tâm hồn, đi tu tập. À không, đi nghỉ dưỡng chứ không phải đi tu tập. Vui lắm. Đấy, như là ăn được là vui rồi. Vậy thì thôi nha, tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại ở tập sau. Bye bye. À quên, nhớ like, share và subscribe trang SOI Living Channel nha. Chẳng qua rồi đó. Bye.